và thành công trong cuộc sống của sự nghiệp âm nhạc. Anh Cường ơi, vừa mới test nước hoa xong, chắc ngoài kia trưng bày nhiều nước hoa quá, mọi người ra đó test hết trơn. Anh cũng nghĩ là mọi người ra test hết hoa. Thơm quá. Vâng ạ. À, các anh chị ơi, ngày hôm nay chương trình của chúng ta tuy là một buổi lễ công bố sản phẩm có sự hiện diện của rất nhiều nghệ sĩ, các TikToker, streamer và các nhà báo, các cơ quan thông tấn truyền thông báo chí. Nhưng mà chúng tôi cũng mong muốn đây là một không gian để thưởng nước hoa. Nếu quý vị chúng ta đừng vội vàng đi đâu hết, hãy ở lại với chúng tôi vì có rất là nhiều những phần quà đặc biệt dành tặng quý vị trong buổi chiều hôm nay. Và em nghe đâu là có một chiếc iPhone 14 Pro Max sẽ dành tặng cho những ai tham dự chương trình đấy ạ. Đầu bật tí cao quá. Tất cả mỗi người một con iPhone. Rất quan trọng trong chương trình. Đây là một phần trả lời câu hỏi, công bố thông tin để giúp cho anh thế nào các bạn thông tin và thị trường chết nắm bắt được một sản phẩm mới của nước hoa TAP của thương hiệu Paris. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý vị và đặc biệt là các nhà báo chúng ta cùng với sân khấu để chào đón và ban lãnh đạo trong hội đồng quản trị, đó là CEO Đặng Quốc Anh. Xin mời CEO Đặng Quốc Anh, ca sĩ Trung Thiên và TikToker Đặng Vi Lan sẽ lên sân khấu. Chúng ta sẽ trả lời những câu hỏi của các phóng viên, các anh chị phóng viên báo đài cũng như là những thắc mắc của tất cả mọi người các bạn ở đây trong buổi chiều ngày hôm nay để tìm hiểu thêm về thương hiệu của TAP. Xin mời. Tôi thường nói là ngày đầu chưa quen đường cầy chưa thẳng, đây là lần báo đầu tiên của TAP. Vậy vậy cho nên là MC cũng phải đi dọn bàn, dọn ghế, rồi MC cũng phải đi làm rất nhiều việc, nhưng mà rất là vui bởi vì đây là các em của mình, các bạn ấy làm được những điều rất là đặc biệt. Mọi người ở dưới cũng vậy thôi, chúng ta cũng đều chúc mừng cho hai cái gương mặt đặc, ba cái gương mặt đặc biệt này. Thưa quý vị, và như đã giới thiệu với quý vị rồi, thì bây giờ sẽ đến phần mà các anh chị em phóng viên báo đài sẽ tìm hiểu sâu về cái sản phẩm nước hoa này, và các đại diện ở trên sân khấu này thì sẽ có trách nhiệm là trả lời những câu hỏi của các anh chị phóng viên. Quay cho mấy bà xem mà rụng tay rồi đây này. Xin mời các anh chị hãy giúp tôi chuyển với cả. Vâng, về phần phụ trách truyền thông thì do em nhà báo Lê Hằng đảm nhận, xin mời em. Làm rất nhiều việc nhưng mà rất là vui bởi vì đây là em của mình, các bạn ấy làm được những điều truyền thông, mong muốn đặt câu hỏi cho PAP. Trước hết thì Quốc Anh sẽ ban giám đốc sẽ có đôi lời cùng với mọi người đúng không ạ? Xin mời Quốc Anh. Xin mời. Quỳnh ấy, Quỳnh, thì anh về trước mà người ta gọi tên anh lên cái iPhone thì cầm hộ anh. cầm hộ bỏ đúng không? Cơ cấu giải gia đình thôi. Quỳnh ạ, cơ cấu giải gia đình cầm bỏ thôi, mang về thôi, tầm sàn chia sàn thôi. Mình cầm... Thôi em quay anh cả là được rồi nhé, mình đâu kệ mấy thứ này. Quá áo. Vãi cứt. Mình biết là ngồi bà bầu mới đó. Không biết gì thì thôi. Mày con lạnh à? Tao lạnh chân. Quỳnh là lạnh chui dưới váy diệm. Một phóng viên của báo đại biểu nhân dân đặt câu hỏi đầu tiên, muốn biết được cái tên, cái lý do để ra mắt được cái tên của thương hiệu này TAP, tại sao lại có cái tên này? Xin mời chắc là cô Anh sẽ người trả lời đúng không? Trước tiên thì cô Anh xin cảm ơn câu hỏi của bà. Cái ông này phải đi. Trả lời luôn và câu hỏi luôn là tại sao lại cho ra đời hãng nước hoa TAP và bí mật của câu TAP là gì? Thì trước tiên là tại sao lại ra đời hãng hoa TAP thì cô Anh có cái gì rồi mày? Cái gì rồi chân đấy? Đi ăn đi, đi ăn đi lấy phần tạm miếng mày. Lấy phần cho con cho cháu. Bây giờ đi xuống luôn mà. Em gầy quá nên khoác cái áo cho nó đỡ rồi. Lấy phần đang xấu tôi áo. Trên thị trường có rất nhiều hãng hoa nổi tiếng, rất là tốt, rất là tuyệt vời.
nhưng Quốc Anh là người rất tỉ mỉ. Quốc Anh rất tài sơn đồ và tỉ cao nhỉ, làm chi tiết cá nhân hóa từng sản phẩm tới. Mọi người thông cảm nhé, tại vì mỏi tay quá cho nên phải rung thôi, không thể mà để lâu được. Chết mẹ rồi.